Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian tổ chức chuẩn bị chu đáo để chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, tối qua tại Nhà văn hóa Liên đoàn Lao động tỉnh diễn ra đêm chung kết bảng không chuyên liên hoan tiếng hát dâng Đảng Quang Vinh do Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên tổ chức. Tới dự có đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại đêm chung kết bảng không chuyên liên hoan tiếng hát dâng Đảng Quang Vinh, đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã lên động viên và tặng hoa cho các thí sinh tham dự liên hoan. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng đã lên tặng hoa cho ban giám khảo cuộc thi. Đêm chung kết bảng không chuyên liên hoan tiếng hát dâng Đảng Quang Vinh với sự góp mặt của 16 giọng ca được lựa chọn từ 96 thí sinh tham dự vòng loại. Dưới sự cổ vũ nhiệt tình của gần 500 khán giả có mặt tại Nhà văn hóa Liên đoàn Lao động tỉnh, các thí sinh đã có những màn trình diễn xuất sắc. Một số tiết mục được đầu tư kỹ lưỡng về đạo cụ, trang phục để lại nhiều ấn tượng và sự thích thú với khán giả. Kết quả, ban tổ chức đã trao giải nhất trị giá 15 triệu đồng cho thí sinh Lê Quang Toản, số báo danh N73 đến từ tỉnh đoàn Hưng Yên. Với phần thể hiện đầy cảm xúc ca khúc Bên dòng sông Cái, Lê Quang Toản cũng là thí sinh nhận được nhiều sự bình chọn nhất của khán giả thông qua tổng đài bình chọn 8585 với gần 30% tổng số tin nhắn bình chọn. Tại lễ trao giải, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã lên trao giải nhất cho thí sinh Lê Quang Toản. Giải nhì thuộc về thí sinh Nguyễn Sĩ Duy, số báo danh N26 ở Phủ Lý, Hà Nam với phần thưởng trị giá 6 triệu đồng. Hai giải ba với phần thưởng trị giá 3 triệu đồng thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Thúy, số báo danh N64 đến từ Tập đoàn Hoàng Phát và thí sinh Nguyễn Văn Úy, số báo danh N82 đến từ tỉnh Thái Bình. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao giải khuyến khích kỷ niệm chương cho thí sinh cao tuổi nhất tham dự liên hoan. Giải thưởng 5 triệu đồng cho khán giả có bình chọn chính xác nhất kết quả đêm chung kết bảng không chuyên.